Rồi, thì mến chào tất cả bà con trên 64 tỉnh thành nha. Hôm nay thì mới về một lô phun voi nè. Bà con nào quan tâm tới thì Thiện điện cho Thiện. Và muốn mua máy sát về dọn thì mua sát dọn. Còn muốn mua dọn rồi thì Thiện sẽ cho người dọn cho bà con nha. Hàng giờ rất khủng nha, gần 200 cái luôn nha. Đó thì bà con nào quan tâm thì Thiện có để số điện thoại dưới tiêu đề đó. Thì cứ liên hệ với Thiện, muốn tư vấn gì đó Thiện sẽ tư vấn thêm. Thì hàng giờ cũng không có thể nào mà phân ra ra nhiều được, biết nổ đồ hai chưa nữa. Thì bây giờ muốn bà con nào muốn mua máy sát hay gì đó thì cứ liên hệ tới Thiện, Thiện sẽ tư vấn và trước khi mua máy nha. Chứ mà mua giờ mà là sửa không được thì đừng nên mua nha bà con. Đó thì hàng giờ rất nhiều, khung voi, thổi lá đầy đủ nha. Rồi Thiện cũng hàng giờ Thiện cũng lên lô dễ cho bà con quan tâm tới thôi. Xong rồi Thiện mới cho người dọn vệ sinh và 2 ngày nữa Thiện sẽ lên một cái kênh là máy đã dọn rồi nha. Và sẽ bảo hành cho bà con. Còn những cái lô này Thiện chỉ lên cho bà con để quan tâm và mình sẽ nghĩ coi có những cái phương tiện của mình làm được cái gì thì mình hãy điện thoại cho Thiện nha. Thì hàng rất nhiều, bây giờ đâu không thể nào phân loại ra được. Đó, nhiều loại lắm, cu viết cu đồ nhiều lắm nè, quá trời luôn. Đó, hàng rất đẹp nha. Đó. Cuối năm hết rồi, bà con tranh thủ lấy nha. Rồi Thiện cũng mến chào tất cả bà con, kính chúc bà con một buổi sáng được ấm no bên gia đình nha.